Heritage Westlake tọa lạc ngay vị trí đắc địa thuộc quận Tây Hồ, với quy mô dự án là 3 tòa tháp cao 25 tầng, 4 tầng hầm, được thiết kế bao gồm tổ hợp căn hộ cao cấp, khu thương mại, khách sạn và bán lẻ. Đây là dự án khu căn hộ cao cấp đầu tiên của CLD tại Hà Nội, cung cấp cho thị trường 173 căn hộ hạng sang. Tại dự án này, Hòa Bình được giao là tổng thầu xây dựng. Tổng giá trị gói thầu gần 1.800 tỷ đồng, dự kiến dự án sẽ hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư vào quý I 2024.